Dạ, xin chào tất cả các anh cần thủ đã đến với video tối hôm nay nha. Các video tối hôm nay rất là nhiều cần lua nha. Cần lua này, lua ngắn, lua dài, mét 5 cho đến 2 mét 7 nha các anh. Và những mẫu cần tay, hôm nay thì có cần tay Herabuna bản săn hàng 5H ạ, hàng vừa cứng nha các anh. Và cần ISO carbon, 4 cây vít ISO carbon, có ISO NFT dòng NF Basic, là 2 cây vít ISO nha các anh, của NFT này, mời các anh tham khảo nha. Và phía cuối video thì có cái gốc cần đó các anh. Cái gốc của cần 1 khúc và cần đặt khoen xích thanh lý nha. Thanh lý thì cái này thanh lý dàn khoen nè, hoặc là mà mình biết độ chế thì mình về độ chế thêm phần gốc rồi mình câu. Và đặc biệt là một cây 2 khúc chiều dài 2 m 7, cây này thì chuyên bạo lực nha các anh, độ cứng 200 300, cần có 2 đọt cứng 200 300 nha. Mình đánh săn hàng câu ngâm đáy biển này. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn, còn đơn máy, đơn phụ kiện là 30.000 nha các anh. Mình đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ 2 sản phẩm trở lên bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại có ghi bên góc trái màn hình 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến canh cước nha. Đây là cước carbon ạ. Cước này thì em có 2 size các anh, đó là size số 7 và size số 8. Size số 7 thì tải được 13 kg, còn size số 8 sẽ là 15,5 kg nha các anh. Size số 7 này một cuộn là nó được 150 mét dây ạ. 150 mét dây, đường kính dây là 0,45 mm. Size số 7 nha các anh. Và đây em sẽ lấy cái sợi cước này ra để các anh tham khảo nha. Đây là cước carbon. Giá rất là hời luôn để các anh trải nghiệm này. Cước carbon. Hình như một cuộn này tới 200 mét là cách, ở trong này họ có dán cái số 200 này, 200 mét dây. Một cuộn này 200 mét dây nha. Sợi cước đây ạ. Cái sợi này khi mà xuống nước thì nó màu của nó là màu trong nha các, màu trong. Sợi dai này, dai mịn chắc chắn, chịu lực tốt ạ, size số 7. Tải cá được 13 kg nha các, và combo mã số 1 hai cuộn có giá 99.000. Combo mã số 1 nha, hai cuộn sẽ có giá là 99.000 ạ, cước carbon size số 7. Và tiếp theo thì em giới thiệu đến canh là cước size số 8 nha. Cước này thì tải cá của nó được 16,5 kg các anh. Tải cá được 16,5 kg cho mình ạ. Và đường kính dây là 0,50 mm. 0,50, một cuộn là 150 mét dây nha các anh. Một cuộn như này 150 mét dây cho mình, size số 8. Size số 8 mà các anh vào máy tầm 8.000 á thì nó được tầm 150 mét dây nha, 150 mét dây vào hết không máy. Và combo 2 cuộn size số 8 có giá 99.000, mã số 2 99.000 hai cuộn. Tiếp theo số 3 nha các anh. Số 3 thì đây là cước Nhật, cước Nhật về nhưng mà nó bị mất cái thông số ở trên các anh, mất cái tem thông số với lại tên hãng. Cho nên là em bán giá mù nha, nhưng mà đảm bảo chất lượng cho các anh, rất là tốt luôn, sợi dai, mịn. Cái sợi của nó mịn nha các anh. Đấy, nó không có bị xoắn dây. Đấy, không bị xoắn dây này. Size số 6 thì mình câu lục câu biển, câu săn hàng nha các anh. Và một cuộn như này là 300 mét dây ạ. Size số 6 300 mét dây. Nếu mà các anh vào máy đánh lục câu biển size 6.000 thì mình sẽ vào được hai con máy nha. Vào được hai con máy. Vì đây là hàng mới nha các anh, nó vẫn còn nguyên siêu luôn. Còn nguyên siêu chưa bóc ạ. Size số 6 này, một cuộn 300 mét và combo hai cuộn giá 139.000. Combo 2 cuộn có giá là 139.000 nha các anh, 2 cuộn cước size số 6, mã số 3. Tiếp theo mã số 4 giới thiệu đến ngăn con máy câu của Shimano dòng Navi XT2000 ạ. Size máy 2000 nha các anh, chuyên câu lua đơn này, câu mực, câu ISO đều rất là mượt mà luôn. Gài cước, lăn cước đây, ổn định hết nha các anh. Hoạt động ổn định, máy thì còn được tầm 85% và dòng này chạy tới 4 bạc đạn nè, hỗ trợ các anh tải cá khỏe nha. Tay quay đôi, kim loại luôn, gập gọn được. Cối này cũng là kim loại nha các. Khi xoay nó sẽ có tiếng kêu như này. Mọi chức năng hoạt động rất là tốt ạ. Shimano hàng Malaysia xuất thị trường Nhật, ngoại hình 85%. Êm mượt không xào lắc. Lua thì các anh dùng máy này quá mượt rồi nha. Lua mà mình có thể câu ISO, câu mực ấy. Dùng máy này mượt mà nhẹ nha các. Đây là hai chiều, một chiều hai chiều ha. Êm ru luôn các. Và mã máy số 4 nha, mã số 4 giá máy là 550.000. Shimano Navi mã số 4 550.000 ạ. Tiếp theo là mã số 5 nha các. Số 5 là một con Ultra 2000, máy ngoại Shimano, các bạn xem. Máy nó quay quá mượt luôn, nó không có xào hay lắc một tí nào hết ạ. Và máy này nó có nút châm dầu bên ngoài á, các anh tháo ra mình châm trực tiếp vào máy, đỡ phải tháo cối nó mất thời gian nha các.
Và số cước số 2 sẽ vào được 150m, 2.5 vào 125, cước số 3 vào 100m/giây ạ. Có chế độ phanh nhanh này. Thân carbon máy nó nhẹ nha các. Cối thì kim loại, với lại tay quay cũng kim loại luôn, chắc chắn. Đèn test gạt cước nha. Làm cước đẹp ạ. Ultra nha các. Hàng nhập vải thì xuất sáng nó không tránh khỏi được, nhờ quan trọng chất lượng của máy vẫn còn hoạt động tốt cho mình nè. Cối nó còn đẹp nha các, ra dây ok. Ra dây nó đỡ cái tình trạng bị đứt nước, đứt dù. Và Shimano Ultera hàng Malaysia xuất thị trường Nhật, mã số 5 giá 1.150.000. Mã số 5 giá máy 1.150.000 ạ. Và tiếp theo mã máy số 6 là Twin nha các, Twin 2000, bản này dùng rất là mượt luôn. Mượt và nó vừa bền và vừa kháng mặn luôn nha các. Twin Power, hàng nội địa Nhật. Kháng mặn rất là tốt ạ. Thân carbon, cối là dạng cối kim loại, cối với tay quay đều là kim loại luôn các. Tay quay gặp được này. Size 2000 Shimano Twin ạ. Size 2000, cước số 2 sẽ vào được 150m/giây. Cước số 2 sẽ vào được 150m/giây, 2.5 thì vào 125 và cước 3 vào 100m nha các. Quá mượt mà luôn ạ. Máy đổi tay trái phải được này, Twin Power nha các. Twin Power và độ mới thì em thấy còn được tầm 85% trở lên. Một chiều hai chiều hoạt động tốt và mã máy số 6 giá 1.750.000. Mã số 6 giá máy là 1.750.000 ạ. Và tiếp theo thì em sẽ lên những mẫu cần nha các. Đầu tiên có một cây cần đặt chiều dài 1m5 ạ. Cần đặt dài 1m5 nha các. Phần tay cầm sẽ là cán gỗ như này. Bát thì là bát hãng, bát vặn này. Tay cầm cán gỗ. Khuyên cũng là khuyên hãng toàn bộ luôn nha các. Cần đặt toàn thân, cần một khúc ạ. Đọt nảy cực kỳ tốt. Anh nào cô đơn, cô bè thì mình tham khảo thử mẫu này nha. Cần đặt chịu lực rất là tốt nè. Khi các anh mình dòng cá, cái ngọn của nó sẽ cong vút luôn ạ. Dài 1m5, mã cần số 1 220.000. Mã cần số 1 nha các, có giá là 220.000 ạ. Tiếp theo mã số 2 là một cây cần đặt chiều dài 1m2 nha các. 1m2. Nhưng mà cây này thì nó có gãy đọt nha. Gãy đọt nên là có hao hụt. Hao hụt tầm 15 cm, còn hơn 1m một tí ạ. Tay cầm cán gỗ, bắt hãng bắt vặn. Khuyên cũng là khuyên hãng luôn các, cần đặt một khúc. Chiều dài còn hơn 1m một tí nha, nó tầm 1m05. Tầm 1m05 nha các anh. Và cây này có mã số 2, giá cần sẽ là 190.000, mã số 2 190.000 ạ. Tiếp theo mã số 3 giới thiệu đến canh một cây lua chiều dài 1m68, độ cứng UL, được sản xuất ở Hàn Quốc nha các anh. Freedom của Hàn Quốc này. Có nhiều cây ấy, nó không có tên hãng đâu nha các, nhờ nó có ghi xuất xứ này. Như cây này không có tên hãng nhưng mà được sản xuất ở Hàn Quốc nha các, chứ không phải cây nào mà không có hãng thì đều là China đâu, không phải nha các, tùy cây ạ. Mét 68 cứng UL và tải mồi từ 2 cho đến 10 gram, tải cá từ 2 đến 6 lb ạ. Bắt hãng bắt vặn ở trên này thì dính keo một tí nha các, dính keo nhờ mình cầm bên dưới nên là nó cũng không ảnh hưởng lắm nha. Tay cầm cánh gỗ. Khuyên hai chân, khuyên Fuji loại sứ đen ạ, 1m68 UL. Và cây này có mã số 3 nha, mã cần số 3, 390.000, mã số 3, giá cần 390.000. Đọt 1 ly 7, trọng lượng là 115g, mã số 3 nha các, 390.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 4 là một cây cần lua máy ngang của Suyumi nha các. Suyumi Top 4. Và chiều dài cần này là 1m68, độ cứng ML, tải cá từ 8 cho đến 12 lb ạ. Dài 1m68 nha các, cứng ML cho mình ạ. Bắt hãng này, máy ngang thì nó sẽ có tay cò bên dưới để canh, để mình có cái điểm tựa mình dùng máy nha các, dùng máy ngang. Tay cầm cán mút này, khoen thì là khoen hai chân Fuji sứ đen cho mình. Và đọt của cái này là 1 ly 5, trọng lượng 104g và mã số 4 ạ. Mã số 4 giá cần này sẽ là 500.000 nha các. Mã số 4 giá cần là 500.000. Và tiếp theo là mã cần số 5 nha các. Mã số 5 sẽ là một cây cần lua máy đứng phôi carbon nha. Cần phôi carbon, để hôm nay thì chỉ có hai cây đầu là cần đặt các. À, có hai cái cần đặt ở phía cuối nữa, còn lại là hàng carbon hết nha. Cây này là dòng Black Spin, chiều dài cần là 1m8, độ cứng ML nha các, hai carbon rod. Silver Driver này, dòng này thì thường là của Hàn Quốc các. Hàn Quốc xuất thị trường Nhật, 1m8 cứng ML. Bắt hãng bắt vặn và tay cầm sẽ là cán gỗ ạ. Khuyên của cái này cũng khuyên hãng luôn các. Độ mới đạt 90% nha. Mới đạt 90% và đọt sẽ là 1 ly 6, trọng lượng 113g.
Mã tuần số 5 nha các. Mã số 5, giá của cái này sẽ là 450.000. Mã tuần số 5 có giá là 450.000 ạ. Cần câu lua mấy đứng. Ta tiếp theo mã số 6 lên cho các một dòng cần lưu dạng cần dây trong của Daiwa nha, Daiwa Protector ạ. Và cái này thì có chiều dài là 1m8, độ cứng L, thông số tải mồi từ 3.5 cho đến 10 g, còn tải cá từ 10 cho đến 4 từ 4 cho đến 10 lb nha các. Cần Daiwa sản xuất ở Đài Loan ạ, Đài Loan xuất thị trường Nhật, 1m8 cứng L, bắt hãng bắt vặn, tay cầm cán mút, bắt hãng bắt vặn vặn nha các, tay cầm cán mút cho mình ạ. Procaster khuyên dẫn đây nha các, khuyên dẫn này ạ. Và đọt của cái này thì nó là 2.8 ly, đọt 2.8 ly, trọng lượng là 99 g nha các, cần dài 1m8. Và mã số 6, mã số 6 giá cần này sẽ là 550.000, mã cần số 6 nha các, có giá là 550.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 7 nha các. Số 7 là một cây lua máy đứng của Shimano dòng Batrai. Shimano Batrai nha các. Và đây là một cây Shimano dòng Batrai, cần được sản xuất ở Hàn Quốc nha các, chiều dài 1m74, độ cứng ML. Độ cứng ML. Và cây này thông số tải mồi là từ 2 cho đến 10 g, còn tải cá là từ 4 cho đến 10 lb nha các. Shimano Batrai. Khuyên hai chân Fuji loại sứ đen ạ. Và ngọn cần sẽ là 1 ly 6 nha các. Cây này 1.6 ly, trọng lượng là 96 g. Cần lưu Shimano. Các muốn xem thêm hình ảnh chi tiết thì mình vui lòng kết bạn Zalo với em hoặc là inbox em nha. Qua số điện thoại em có ghim bên góc trái đây các. 0933111365 ạ. Mã số 7 giá cần 600.000, mã số 7 giá cần 600 ạ. Tiếp theo mã số 8 là một cây Ryobi dòng Reno Plus này các, cây này đẹp ạ. Ryobi Reno Plus chiều dài 1m68, cứng L, cần được sản xuất ở Hàn Quốc nha các, và tải mồi từ 2 cho đến 10 g, tải cá 4 đến 10 lb ạ. Có mã code này, tem vàng, hàng xuất Nhật đầy đủ nha các. Tay cầm là cán gỗ, cán gỗ này cầm nó rất là nhẹ tay và nó êm nha các, vừa êm vừa nhẹ tay, cán đẹp. Dàn khoen nguyên zin, khoen Fuji xứ xám và độ mới của cần đạt 90% ạ. Reno Plus, đồng 1.7 ly, trọng lượng là 90 g. Và cái này có mã số 8 nha các, mã cần số 8 giá 650.000. Mã số 8 giá cần sẽ là 650.000 ạ. Tiếp theo là mã cần số 9, một cây lưu Shimano Bat One HG. Cây này là dòng cần máy ngang nha các anh, cần máy ngang dài 1m74, độ cứng ML, tải mồi từ 7 cho đến 21 g, và tải cá thì được 8 đến 20 lb nè. Còn sản xuất ở Hàn Quốc nha các anh, Hàn Quốc xuất thị trường Nhật, khoen Fuji xứ đen. Khoen Fuji xứ đen ạ. Cái này họ gắn để họ câu ban đêm nè các anh, thấy đọt cần thôi, còn mình về mình có thể tháo ra nha, bình thường không ảnh hưởng. Ngoại hình nước sơn còn tầm 85%. Hàng bãi nó không có tránh khỏi xây xước được nha các, quan trọng là cần không dập không gãy nè, vẫn câu tốt, chất lượng vẫn ổn định. Cái này hàng vận chuyển về các nó bị cấn, nó bị mốt một tí mút, nhà mình vẫn cầm được nha, cầm trên này cầm bình thường thoải mái nè. Shimano Bat One, đọc 1 ly 8, trọng lượng 101 g, và mã cần số 9 ạ. Mã số 9 giá 650.000, mã cần số 9 có giá là 650.000 ạ. Tiếp theo là mã 10 nha các, mã 10 là một cây lưu Kenrap dòng Super. Kenrap nha các, chiều dài 1m5, độ cứng L, còn này chuyên lưu suối nè các. Chuyên lưu suối hả, các anh lưu cá mương nè, nhẹ tên luôn, còn cầm cực kỳ nhẹ luôn nha các. Tay cầm của nó là dạng cán gỗ ạ. 1m5 cứng L Kenrap, đọt 1 ly 6 và trọng lượng là 76 g. Khoen Fuji xứ xám, khoen đời 3 là khoen hai chân nè. Fuji là xứ xám. Kênh đáp nha các. Phôi carbon xoắn. Phôi carbon xoắn. Đồng 1 ly 6, trọng lượng 76 g, và cái này có mã số 9. À không, mã cần số 10. Mã 10 và giá cần là 700.000 nha các. Mã cần số 10 giá là 700.000 ạ. Tiếp theo 11, cây lua Daiwa ạ. Daiwa có túi Daiwa đi kèm luôn các. Daiwa nha. Chiều dài là 2m4, độ cứng L, dòng mà Satex Zone. Sat Water Game. Chiều dài 2m4, cứng L, cần được sản xuất ở Việt Nam nha các, Việt Nam xuất thị trường Nhật ạ. Có mã có tem vàng, khuyên thì là khuyên hai chân Fuji loại sứ đen. Dạng khuyên hai chân cho mình nè. Cần câu lưu máy đứng của Daiwa.
đào hoa Việt Nam xuất Nhật nha ta. Bát bây giờ cũng là bát Fuji, bát vặn luôn ạ. Bên em thì hàng hóa về nhiều nha các, từ máy cho đến cần này, cần lưu ISO, ISOFIT, ISOCarbon, cần câu đơn, bè, câu chắp, hanh em đều có đầy đủ nè. Các anh mình có nhu cầu mình tìm cần gì thì mình cứ inbox em nha. Và đọc cần 1 ly 8, trọng lượng 143 g, cây này mã số 11, giá là 890.000, mã cần 11 với giá là 890.000 ạ. Tiếp theo mã 12 là một cây Silver River nha các anh, chiều dài 2m7, Silver River 2 Carbon Rod, dạng khuyên sẽ là khuyên hãng ạ. Và cái này đọt nó cứng M nha các anh, đọt cần cứng M, đọt 2 ly 2, khuyên hãng, khuyên hãng. Còn bát là bát Fuji nha các anh, hồ đầu bu cây này xịn nè các anh, đầu bu Fuji xứ xích, ra dây nhanh, chống xoắn dây nha, đầu bu Fuji xứ xích cho mình ạ. Silver River 2m7, cứng tầm M. Cái này các anh có thể câu nháy thật nha, mình đánh nháy thật được hoặc câu nháy hơi cũng được ạ. Bát Fuji, bát vặn, tay cầm cái mút. Đo cần 2 ly 2, trọng lượng là 160 g nha các anh. Và mã cần số 12. Mã 12 giá cái này là 650.000, và 2m7, mã cần 12 giá 650.000. Tiếp theo mã số 13, 13 sẽ là một cây lua 2m7 luôn các anh, 2m7 và cây này có độ cứng là L ạ. Khuyên hai chân, khuyên Fuji xứ đen, còn khuyên cái đề ba là khuyên ba chân nha các. Còn con lua mới đứng 2m7 cứng L. Bọt cây này thì nó là 1 ly 8, là 1 ly 8, khuyên bát Fuji, bát vặn, tay cầm cán mút. Đọt 1 ly 8 nha các, trọng lượng thì là 220 g ạ. Và mã cần số 13, mã 13 giá cần 950.000, 2m7 độ cứng L. Mã 13 có giá là 950.000. Và tiếp theo là mã số 14 là một cây 5m4 nha các anh, Hirabuna 5m4. Bản này vừa cứng 5H nha các anh. Đọt ra thẳng tắp, đọt 1 ly 2 ạ. Hàng vừa cứng 5H để các anh đánh săn hàng nè. 5m4 này thì chuyên trôi, chép dịch vụ hoặc các anh câu mè tự nhiên nha. Phôi của nó sẽ là carbon xoắn ạ. Phôi carbon xoắn. Các anh muốn xem thêm hình ảnh chi tiết hoặc là video ra cần á, thì mình các bạn Zalo với em. Em gửi thêm hình ảnh để các anh tham khảo nha. Đọc 1.2 ly các anh. Là 1.2 ly. Phôi nó carbon xoắn tất cả các lóng luôn nha, từ gốc cho đến ngọn. Xoắn tất cả các lóng ạ. Đọc 1 ly 2, trọng lượng cần là 168 g. Và cây 5m4 có giá là 900.000 nha các anh. Mã 14 cần sẽ có giá là 900.000. Carbon xoắn đẹp của Hera nha, Rabuna 5m4 ạ. Tiếp theo mã 16, bản này là chuyên chấm đen nè các anh, chấm đen cỏ mè. Các anh câu câu mè tự nhiên, mè tự nhiên đánh săn hàng nha. Chuyên câu săn hàng các, dòng này thì chuyên săn hàng Hirabuna 6m3 này, sản xuất ở Hàn Quốc luôn ạ. Hàng vừa cứng 5H cho nên đọt của nó là 1 ly 2 nha các, ra thẳng tắp một đường, cực kỳ thẳng, đọt ra rất là thẳng nha các, nó không có hề võng một tí nào hết luôn. Các muốn xem video ra cần á, mình gửi các bạn với em nha. Và cần mới keng này, đảm bảo hàng đến tay các, đạt 97-98% luôn, mới đẹp, độ cứng tốt, săn hàng hiệu quả nha các. Đồng 1 ly 2, trọng lượng 224 g, và mã cần số 15. Mã 15 cái này có giá là 1.050.000, 1.050.000 mã 15 ạ. Tiếp theo 16 là một cây đa qua nha các. Đa qua chế độ zoom 4m7, zoom 5m3, độ cứng thì là 2 ạ. Nội địa Nhật nha các, made in Japan, có mã có tên vàng. Bát Fuji stainless bát gập, đọt là 0.8 ly. Đây là cái lóng zoom nha các, 4m7 zoom 5m3 này. Xem cái lóng zoom nó quá mới luôn ạ. Quá mới luôn, mới keng như này luôn. Cần đẹp lắm các. Hàng nội địa Nhật nữa nha, phôi tốt chất lượng này. Giang khoen thì toàn bộ là Fuji xứ xích hết. Đây mà các xem, khoen với cả đầu bu đều nguyên zin theo cần Fuji xứ xích. Và cần có tổng cộng là 5 lóng, 5 lóng với lại 7 cái khuyên chạy các. Khuyên bên bên ở mặt sau á, nó có khắc chữ Fuji này. Sứ thì sử dụng ở bên trong là sứ xích nha các. Ra dây nó sẽ nhanh, nó mượt, nó chống xoắn dây. Với cả các anh dùng dây thời gian dài á, nó sẽ hạn chế cái việc dây mình bị mài mòn nha các. Hạn chế dây bị mài mòn.
Đai quang hai chế độ zoom. Cây này cứng 2 nha. Nếu mà hạ tay thì cần sẽ cứng đều 4H ạ. Nếu hạ tay sẽ được cứng đều được 4H. Nào mà mình không thích cảm giác quá thì mình có thể lấy cây này. Cứng 2, ra cần vừa phải nha các, không cứng không mềm. Đo 0.8, trọng lượng 218g, mã 16 và giá cần là 1.250.000. Mã 16 giá cần 1.250.000. Tiếp theo mã 17 là một cây ISO Olympic dòng Century dài 5m4, độ cứng 1.5 nha các. 5m4 cứng 1.5, phôi vảy cá 2 da nè. Bát Fuji FX6 bắt gặp. Cái này mới ken rồi các, còn mới đạt trên 90% Olympic nha. Mới ken phôi 2 da ạ. 5m4 cứng 1.5 cho mình. Và khoen thì toàn bộ là Fuji xứ xám, còn sẽ có 6 cái khoen chạy nha các. 6 lóng và 6 khoen chạy. Carbon xoắn từ ngọn. Phôi đẹp, carbon xoắn đẹp ạ. Cái này quá mới luôn các anh ơi. Còn rất là mới đẹp nha. Chiều dài 5m4 cứng 1.5, bản đẹp nè, mới ken. Cái này phải 90-95% luôn ạ. Phôi xoắn vảy cá 2 da nè. Da 5m4 cứng 1.5 và đọt sẽ là 1.1 ly, trọng lượng 244g. 244g ạ. Và mã cần số 17 nha các. Mã 17 cây này có giá là 1.350.000, phôi 2 da đẹp. Mã cần 17 có giá là 1.350.000 ạ. 5m4 cứng 1.5. Tiếp theo 18 là một cây NFT nha các. NFT dòng Basic, NF Basic. Da 5m3 cứng 2. Bát Titanium LX6 dạng bát gọc. Bát xịn nha các. Cái bát này giá lẻ là đã 500-550 một cái bát nha. NFT, NF Basic 5x3 bản cứng 2. Thường những cây ISO này bản cứng 1 với 1.5 nó sẽ nhiều nha các. Còn cứng 2 nó hiếm hơn này. 7 khuyên chạy tất cả. Khuyên với đầu bu đều zin theo cần. Còn zin nguyên bản luôn các. Chỉ hơi xước xác về phần nước sơn thôi. Phôi thì vẫn còn zin nguyên bản. Carbon xoắn từ ngọn. Bát Titanium, còn khoen là khoen xứ xích nha. Khoen xứ xích cho mình. Các anh muốn xem thêm video ra cần á thì mình cứ inbox em nha. Số điện thoại thì có ghi ở bên góc trái nha các. Mình có ghi bên góc trái màn hình. Carbon xoắn đẹp ạ. Đây là lóng gần kế góc nhà các. Cũng có vài vết xước dọc. Và đo cần là 1 ly 2, trọng lượng 180g nha các. Cái này quá nhẹ luôn, 5x3 có 180g thôi. Mã số 18 và giá cần là 2.150.000. Mã 18 2.150.000 ạ. Tiếp theo mã số 19 là cây NFT, NF Basic nha các. 5x3 độ cứng 2 nè, có tên vàng. Bát Titanium LX6 dạng bắt gặp ạ. NF Basic. Khuyên của cái này nó cũng là khuyên Fuji xứ xích luôn các. Khuyên với đầu bu đều nguyên zin nè. Bát theo bát Titanium. Có định vị khuyên ạ. Có định vị khuyên. Nước sơn sẽ là màu xanh nha các. Sơn của nó là màu xanh cho các bạn. Này, phôi carbon xoắn đẹp nha các. Nước sơn của nó là màu xanh ạ. Và cái này em thấy nó chỉ bị vài vết xước dâm bên ngoài thôi các. Còn các lóng bên trong á, nó đạt 90% trở lên luôn. Hàng đời cao của NFT nha. Các lóng bên trong còn rất là đẹp ạ. Chỉ xước mỗi lóng ngoài thôi các. Và cũng vài vết xước dâm chứ nó cũng không xước nhiều nha. Và cái này đọt là 1 ly 2, trọng lượng 171g. Mã cần số 19 nha các. Mã 19 là cái NFT này có giá là 2.750.000. 2.750.000 mã số 19 ạ. Tiếp theo 20, 20 là một cây cần một khúc dòng Skip Tracker nha các. Skip Tracker, cây này là cần một khúc cho mình ạ. Về chiều dài thì nó sẽ là 1m8 nha các. Chiều dài 1m8, cây này các anh đánh đáy biển á, mình câu đáy biển rất hiệu quả luôn. Độ cứng nó trên 100 nha các. Bát Fuji bát vặn. Ở đây là mút này, khoen thì là Fuji xứ xám, chân khoen câu biển ạ. Fuji xứ xám nha các. Và đo cần đây mà các xem. Đó nó đây nha. Đầu bu thì là dạng bu rồng rồng tân. Bu rồng rồng đã tân câu biển đóng xanh hàng nè. Đẹp bu rồng rồng. Đọt to nha. Đọt 4 ly hơn.
và trọng lượng là 534g. Cây này có mã 20, giá còn là 520.000. Mã 20 520.000 ạ. Tiếp theo 21 thì em thanh lý cho các anh một cái gốc cần nha. À không, một cái ngọn cần chứ. Đây là một cái ngọn. Cây này thì nó bị mất gốc nha các anh. Nào mà mình có đồ, mình có linh kiện làm á, mình biết độ chế thì về độ chế thêm. Còn không thì các anh lấy dàn khoen này, khoen Fuji xứ xích, khoen xịn ạ. Còn tay cầm đây là mút khoen, thì là khoen ba chân Fuji xứ xích. Nguyên dàn khoen này là hơn tiền cây cần rồi nha các anh. Dàn khoen này đã hơn tiền cây cần này. Sứ xích còn toàn bộ luôn, không có cái khoen nào bị rơi sứ hết đó. Chiều dài thực của cái ngọn này là 2m1 nha. Và mã số 21 giá là 550.000. Mã 21 có giá 550.000 ạ. Tiếp theo mã 22, mã cuối cùng là một cây cần 2 khúc dòng Siemens nha các. Siemens chiều dài 2m7, độ cứng 200. Cây này là hãng Olympic. Và phôi là phôi xoắn gân, phôi carbon xoắn gân toàn thân. Khoen cái đời 3, khoen chung quỳ, Fuji sứ xám. Cái này phôi xoắn gân đẹp ạ. Bác Fuji bác vặn. Olympic cần 2 đọt nha các. Một đọt cứng 200, còn một đọt là cứng 300 ạ. Hai đọt cho mình. Xoắn gân luôn các. Ở bên này thì khoen của nó xứ xám này, khoen chân thường, còn bên này chung quỳ, câu biển đánh bạo lực, câu ngâm đáy biển nha. Nhằm khoen Fuji xứ xám, phôi carbon xoắn gân ạ. Đọt đặt tháp. Đọt đặt tháp nha các. Và một ngọn là 3.5 ly, còn một ngọn là 4.3 ly ạ. 3 ly 5 cùng ngọn 4.3 ly, và đây sẽ cân cái trọng lượng của cần nha các. Trọng lượng cần là 720g nha, 720g. Và cái này có mã số 22, mã cuối cùng. Và mã số cuối cùng, mã 22 có giá là 3.500.000 nha các. Cần 2 đọt chuyên đánh biển bạo lực săn hàng. Mã cuối cùng giá là 3.500.000 ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh em ạ.